Ai muốn đẹp, ai muốn đẹp từ mắt, mũi, ngực cho đến toàn thân, hãy đến với bác sĩ Nguyễn Nghị Lượng. Khéo tai 18 năm kinh nghiệm sẽ làm cho quý vị hài lòng. Đặc biệt, ai muốn đẹp, bác sĩ Nguyễn Nghị Lượng cũng là bác sĩ mà quý bà, quý cô tin tưởng để được đẹp ai. Văn phòng bác sĩ Nguyễn Nghị Lượng, 18080 Beach Boulevard, Suite 105, Huntington Beach, California, 92648, 714-375-0333. Cảm ơn quý khán giả đã trở lại chương trình Trẻ Khỏe và Đẹp Mãi với tôi, bác sĩ Nguyễn Nghị Luận. Trước khi tạm ngừng cho phần thông tin tâm mại, tôi có bắt đầu nói chuyện về giải phẫu mí mắt dưới cho tôi tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với quý khán giả. Sau khi trình bày xong, nếu mà quý khán giả còn thắc mắc, quý khán giả có thể liên lạc với văn phòng tôi, số điện thoại dễ nhớ đó là 1800 đẹp thêm, tức là 1800-337-8436. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của bác sĩ nha khoa Trần Phương Linh DDS. Số điện thoại của văn phòng bác sĩ Trần Phương Linh DDS là 714-638-7940. Nói về giải phẫu mí mắt dưới, thưa quý khán, đây là một tấm hình trước khi và sau khi cho quý vị so sánh. Nhìn hình đó thì nó không có chính xác bằng nếu mà mình được khám trực tiếp. Lý do tại vì cái hình đó, người ta có thể thay đổi cái ánh sáng làm cho mình không có để ý mấy cái chi tiết nhỏ được. Nên lúc mà quý vị so sánh mấy cái hình trước và sau trên Internet hay ở văn phòng của người bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ đi, phải hiểu cái đó. Có lúc mình cố gắng mình chụp cho hai lúc nó giống y hệt nhau, cái ánh sáng, cái ngồi, cái mặt của người ta nhìn thẳng hay nhìn xuống hay nhìn lên, nó cố gắng làm cho nó giống nhau nhưng mà cuối cùng nó hơi khác một chút. Nhìn đây quý vị, trước khi giải phẫu dùng ánh sáng, cái này đó thì nó gọi là indirect, nó từ bên cạnh hay phía trên xuống nên nó để cho mình để ý cái chỗ khoảng sâu, nó tối nên là trên nó đầy mỡ, nên để ý là cái cặp mắt dưới đó này nó không có vô ý, nhìn thấy hơi mệt mỏi. Đây là cái hình phía sau, sau khi rửa, thưa quý khán giả. Cái sự khác biệt so sánh là người bệnh nhân này sau khi giải phẫu, trước khi chụp hình thì trang điểm, thấy môi son nó bóng hơn, thấy là mấy cái freckle, mấy cái chỗ mà bị nám đó, nó được che đi. Nên mấy cái này một phần nhìn thấy đẹp hơn tại vì trang điểm, một phần thấy đẹp hơn tại vì có giải phẫu. Cái giải phẫu tôi để ý đó là cái chỗ tối, chỗ sáng, chỗ sâu, chỗ lồi, cái bọc mỡ nó bụp thì nó không để ý bằng, có thể là người ta một là lấy mỡ đi, hai là lấy cái mỡ chỗ dư nhét vào cái chỗ sâu. Hồi trước nhiều bác sĩ hay lấy cái mỡ dư vứt đi, nên cái chỗ mà nó lồi đầy mỡ nó thấp bằng cái chỗ sâu, thì tại vì nó thẳng bằng nhau nên lúc mà ánh sáng chiếu vào mình chỉ có thấy sáng thôi, không có thấy có chỗ sáng, chỗ tối, có chỗ lồi, chỗ lõm. Nếu mà mình làm như vậy đó, đúng là lúc mới làm xong thì nó đẹp tại vì hai cái vùng nó bằng nhau. Nhưng sau một thời gian 5 năm, 10 năm, có thể tới 15 năm, cái vùng mà bây giờ, cái vùng mà nó sâu trước khi giải phẫu nó lại sâu thêm, và cái vùng mà mình lấy mỡ vứt đi nó lại sâu, nên cuối cùng cái vùng nó lại sâu quá và lại thiếu mỡ thay vì là dư mỡ. Nên cái cách mà tôi dùng để cho làm là tôi không lấy mỡ dư vứt đi, tôi để dành, nhưng mà tôi cất đi ngay chỗ cái vùng mà thiếu, chỗ lõm á, để cho nó đầy bằng nhau. Và sau 10 năm, 15 năm, nếu mà cái vùng đó sâu đi thì ít nhất nó có một chút mỡ giúp cho đừng sâu quá, đừng có xấu quá. Cho được cái hình giống như vậy trước và sau thì mình phải giải phẫu, lấy bớt cái mỡ chỗ dư, xích nó vào cái chỗ thiếu. Hoặc có người nào mà không muốn giải phẫu đi, sợ bị thẹo, sợ bị sưng, bị bầm nhiều, thưa quý khán giả, thay vì lấy cái mỡ chỗ dư nhét vào chỗ thiếu thì có người ta lấy mỡ giả, gọi là filler, người ta bơm vào cái chỗ thiếu này cho nó đầy bằng chỗ cao. Thì làm như vậy đó, hai cái vùng nó bằng nhau thì nhìn sẽ thấy đẹp hơn. Nhưng mà theo ý kiến tôi đó thì nó đẹp hơn nhưng mà nó không có cảm thấy nhìn thấy thật, tại vì nó làm cho cả hai vùng nó đầy, hơi mập mập thì nhìn nó, tôi thấy nó không có tự nhiên lắm. Cái vấn đề về lấy mỡ giả bơm vào đó thì nó sẽ tan đi 100%, nên mình phải bơm lại, có thể 4 tháng 6 tháng sau phải bơm lại.
Người nào mà không muốn lấy mỡ giả có thể lấy mỡ thật, nhưng mà mỡ thật mình phải lấy ở chỗ khác. Thí dụ như hút từ bụng, hút từ đùi, xong rồi rửa sạch cái mỡ đó, xong mang lên chỗ cái mí, bơm vào cái chỗ thiếu cho nó đầy bằng cái chỗ mà nó dư. Làm như vậy cũng được, nhưng mà một lần nữa tôi cảm thấy nó hai vùng nó đầy đó thì nó không có tự nhiên bằng nếu mà hai vùng nó thấp bằng nhau, hoặc là nó trung bình bằng nhau. Nếu mà mình lấy mỡ ở chỗ khác thì phải chấp nhận là phải đau chỗ khác, sưng chỗ khác, thẹo chỗ khác. Và cái mỡ mà mình lấy từ bụng hay đùi mang lên chỗ cái mí mắt dưới bơm vào đó, mình cấy từ chỗ đó mang lên chỗ mắt thì nó phải mọc gốc riêng của nó, mạch máu riêng của nó mới sống. Nếu mà nó không có sống được đó, nó sẽ tan đi. Và nếu mà tan đi đó thì có lúc nó lõm lại, có lúc nó nè lại thẹo ở trong, nó lồi lõm. Nên mấy cái này nếu mà quý vị muốn làm giải phẫu hoặc là không giải phẫu, bơm mỡ giả hay không, hay là bơm mỡ thật đi, cái lời khuyên tốt nhất tôi muốn chia sẻ với quý khán giả là muốn giải phẫu hay muốn sửa bằng cái phương pháp nào thì nên tới bác sĩ nào mà chuyên làm cái phương pháp đó mỗi ngày hoặc là ít nhất mỗi tuần thì nó mới được cái kết quả tốt đẹp và nhanh cho quý khán giả. Tôi không có bơm mỡ thường xuyên, tôi không có bơm mỡ giả thường xuyên nên tôi không có dám mở âm cho quý khán giả. Tôi giải phẫu thường xuyên nên quý khán giả tới thì tôi sẵn sàng khám cho ý kiến là sửa được hay không, có đáng hay không, có đẹp thêm hay không, hoặc là có an toàn hay không. Cho nên tiếp tục về cái phim cho quý vị coi. Cái hình này nó cho quý vị thấy là nếu mà mình nhất cái lớp da, coi cái giải phẫu học cái anatomy của cái mắt, cái vùng mắt đó, thì ở dưới lớp da nó có cái lớp bắp thịt. Cái bắp thịt này nó giúp cho quý vị nhắm mắt, mở mắt, co, cười, nhăn ngay chỗ đuôi chân chim. Dưới cái lớp bắp thịt nó có một cái màng, nó giữ lại cái mỡ mà nằm vùng quanh cái mắt của quý vị. Cái mỡ đó mình có từ lúc trẻ, nhưng mà nó được nằm ở trong, nó được giữ lại, nó không có phồng ra, nó không có lồi ra. Nhưng mà tới đúng tuổi thì cái màng mà giữ nó lại nó yếu nên nó cho cái mỡ nó phồng ra, lồi ra hoặc là làm cho cảm thấy hơi bụp. Cái này mí mắt dưới quý vị thấy là lúc mà đúng tuổi đó thì cái mắt nó bắt đầu nó đầy, tại vì cái màng mà nó giữ cái mỡ lại đó nó không giữ được nên cái mỡ nó phồng ra. Nếu mà quý vị muốn thay đổi một cách giải phẫu ngay chỗ này là mình cắt ở trong, nghĩa là mình kéo cái mí dưới xuống xong cắt ở trong, tìm cái bọc mỡ, lấy bớt cái bọc mỡ đi thì cái này nó sẽ xẹp. Nhưng nếu mà mình làm như vậy đó, cái hay là cái thẹo nó nằm ở trong, mình không thấy được cái thẹo. Nhiều người nghĩ là không có thẹo nhưng mà có, nó nằm ở trong, chỉ có là mình phải kéo nó, mình mới thấy. Làm như vậy đó, mình lấy bớt cái mỡ làm cho nó bớt bụp. Nhưng mà người nào mà mập xong tự nhiên ốm, mà ốm nhanh, thường thường cái da người ta nó chưa có cơ hội co lại nên nó đùng xuống nó nhăn nheo, hoặc là quần áo người ta nó rộng nên nó sẽ nhăn nheo. Nên cái này nếu mà muốn làm cắt mỡ mà mổ ở trong, thường thường người ta phải làm sao cho cái lớp da ở ngoài nó co lại. Nên mổ lấy mỡ từ ở trong thì thường thường người ta phải dùng laser đốt cho cái lớp da này nó co lại. Làm cho người Mỹ thì được, nhưng mà làm cho người Á Đông thì mình sợ là sẽ bị nám ngay cái vùng đó. Người nào mà muốn thay đổi cái mí mắt dưới, cho tôi xếp qua cái mí mắt dưới. Cái mí mắt dưới thôi, mà không có phải bắn tia sáng laser, mà không có cắt ở phía trong của cái mắt, mà muốn thay đổi cái mỡ cái da thì thường thường tới tôi đó thì tôi sẽ khuyên là cắt ở ngoài, nghĩa là mình giấu cái thẹo ngay dưới cái lông mi. Và cái mục đích sửa đó là lúc mà mình mổ đó, mình thay đổi cái vùng này nè. Quý vị thấy đây là trước khi giải phẫu, nếu mà nhìn ngang cái mắt mình sẽ để ý cái mí mắt dưới nó bụp và chỗ quầng thì nó lõm. Nên muốn thay đổi cho nó đầy bằng nhau thì cái cách tôi làm là tôi phải vào trong, nhấc cái chỗ sâu này lên để cho mình xích cái mỡ chỗ dư này xuống, để cho nó làm cho nó đầy bằng nhau. Đó, quý vị thấy là đây là cái cách làm, là mình vào trong, mình tìm cái bọc mỡ dư, mình nhấc cái vùng quầng sâu này đi lên, xong mình lấy cái mỡ đó mình xích nó xuống để cho nó làm cho chỗ lõm nó đầy
làm cho nó cái chỗ lồi nó xẹp này, cho hai cái vùng đó nó bằng nhau. Đây là cái mục đích của cái giải phẫu mí mắt dưới. Đây là chuyển mỡ chỗ dư vào chỗ mà thiếu. Đây một lần nữa là cái phương pháp tôi giải phẫu. Mà lý do tôi giải phẫu mí mắt dưới này cho tôi chuyển mỡ chứ không phải là hàm cắt già. Cho tôi tạm ngừng ngay đây, sau phần thông tin thương mại tôi sẽ tiếp tục nói về đề tài giải phẫu mí mắt dưới và tại sao cho tôi giải phẫu thì tôi không có cắt nhiều da, tại vì mình sợ là cắt nhiều da quá của mí mắt dưới nó sẽ bị kéo xuống và cái lòng trắng nó hay hở.